Chúa cất tiếng gọi con. Chúa cất tiếng gọi con. Chúa cất tiếng gọi con. Đi làm chứng nhân nước trời. Bạn thân mến, có bao giờ bạn tự hỏi tôi là ai? Vì sao tôi được sinh ra trong cuộc đời để làm người? Thưa bạn, ơn gọi làm người là một huyền nhiệm mà Thiên Chúa ban một cách nhân không cho mỗi người chúng ta. Bạn và tôi được Thiên Chúa sinh ra trong cuộc đời này để làm người, và hồng ân cao quý nhất là được gọi Ngài là Cha. Tôi chẳng là chi, tôi chẳng là gì, sao Ngài gọi tôi? Vâng, tôi và bạn chẳng là gì trước hồng ân lớn lao của Chúa. Chỉ xin được làm hạt muối đơn sơ để ướp mặn cho đời, và chút men để tin mừng được lan rộng khắp nơi. Thank you.
không lớn, đi dài lắm nhưng mà cũng khó khăn, trải qua nhiều sóng gió, nhưng mà giờ tới núi nhất tới nay chưa đủ. Nhờ lời cầu nguyện của bạn, nhờ lời cầu nguyện của tất cả những người thân yêu, và nhờ sự cố gắng của chính bản thân nữa. Lạy Chúa, chúng con kính lên Chúa của lễ này, xin Chúa thương xót nhận vì sự thánh thần Chúa cũng đổ ánh sáng tinh vào lòng chúng con, như xưa người vẫn soi sáng Apostolo ngày thánh nhân đoan truyền vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, chúng con là đấng thánh thần mọi sự thánh thiện, vì thế chúng con lại xin Chúa chủ động thánh thần Chúa thăng quan qua đêm này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi điều lần người ngang cần chiêu phó mình, người lòng lấy văn tha ơn mẹ cha và cho con tham môn đến mà con. Tất cả các con này nhận lấy mà ăn, thì mẹ làm thầy sẽ nên lo vì các con. Cùng một cây 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 sau bữa ăn cơm, người cầm lấy chén cùng tha ơn trao cho các con để mà con. Tất cả các con này nhận lấy mà thì này là chén máu thầy, máu dâng nơi mà chúng con sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con này làm việc này mà nhớ đến. Gracias.
Thật là vui vì kỷ niệm 12 năm linh mục trong một thánh lễ được sự hiện diện của quý cha, của hướng bàn cho em, đặc biệt là của các thành viên ở xa xôi khắp nơi cũng về đây để dâng lời cầu nguyện cho con cũng như sự hiện diện của bà cố. Đó là một niềm hạnh phúc lớn lao, không còn gì hơn. Vì được tạ ơn là một cái hồng ân mà Thiên Chúa ban cho mình, đồng thời cũng là 12 năm để ý thức lại bổn phận và trách nhiệm. Con xin tất cả phước bạn cho em luôn yêu thương và cầu nguyện cho con để trong bước đường sắp tới con chu toàn cái sứ vụ mục tử của mình. Xin chân thành cảm ơn sự cầu nguyện cũng như hiện diện nhân thánh lễ của tất cả mọi người sáng hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Như cua lấy không hề ngừng, như
tâm bánh luôn để dơ. Tình con như ánh nến luôn bừng cháy, trong tình chúa sáng như hừng đầu. Xin dân chúa trọn đời con như làn gió nhẹ, quyền làn hương của tình chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho nhân trần phù sa chứa trang hồng ơi. Ngài chọn con tuy con không có chi là công, con luôn không xứng như Ngài mong. Tình con qua thiêu thốn để đền đáp, như giọt nước xanh như biển đông. Xin dân chúa trọn đời con như làn gió nhẹ, quyền làn hương của tình chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho nhân trần phù sa chứa trang hồng ơn. Trước hết là xin được kính chào anh Luận cũng như kính chào toàn thể quý bạn chị em. Thì hôm nay là ngày kỷ niệm 12 năm linh mục của con. Như mỗi năm thì con ra đi những nơi vùng sâu vùng xa để tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng năm nay thì vì công việc rất là nhiều bận rộn cho mùa Giáng sinh sắp tới, cho nên sáng hôm nay dân thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Ba Dòng vào lúc 5 giờ sáng. Và bây giờ chúng con chuẩn bị để trao quà cho 371 phần quà cho những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người khiếm thị. Và địa điểm phát quà hôm nay là tại giáo xứ Ba Dòng. Đặc biệt hôm nay là phát quà, những người đến nhận quà đó là những người anh em không cùng tôn giáo, là những người rất là khó khăn sống xung quanh ở giáo xứ Ba Dòng. Và những phần quà ngày hôm nay như là một lời tri ân và cảm ơn tất cả quý vị, cũng như là cái niềm vui của con để cho những người nghèo khó. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và chia sẻ với tiếng hát của người nghèo trong 12 năm qua. Bởi vì một mình con thì không thể làm được điều gì nếu như không có sự cộng tác của quý vị. Để có được cái nền tảng của chương trình tiếng hát của người nghèo 12 năm qua, trước hết con tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả mọi người đã mở rộng tấm lòng, sự quảng đại để ra đi cùng với con giúp đỡ cho những người nghèo. Xin được gửi đến quý vị những lời tri ân, những hình ảnh để quý vị được nhìn thấy sự hợp tác của chính bản thân của mình qua những phần quà đó. Con chỉ là nhiệt cầu, là cái máng chuyển món quà đó đến cho tất cả những người anh em nghèo khó. Con kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và chuẩn bị bước vào một năm mới công việc an khang và thịnh vượng. Con xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, ngoài công việc là một linh mục chánh xứ, ngoài những công việc bác ái lo cho những người nghèo, con được bề trên giao cho một cái trọng trách, đó là xây dựng trung tâm hành hương kính cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Luận cũng như 27 anh hùng cử đạo tại Ba Dòng. Con chỉ có một lời mời gọi cũng như nhắn nhủ, có dịp quý vị về Việt Nam hãy đến trung tâm hành hương để chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chúng ta cầu nguyện với cha Lụy cũng như các anh hùng cử đạo để nhờ lời chuyển cầu của các ngài, cái đời sống đức tin của chúng ta sẽ vững mạnh hơn để chúng ta dám cử đạo từng ngày trong cuộc sống của chúng ta qua những công việc cũng như trong môi trường sống của chúng ta. Đây bài ca ngàn chung dâng về Chúa trời là cha bên tắc vô cùng dựng nên trời đất.
người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, trên mà tan xa xuống một tổ công. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên Thiếu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Trung tâm hành hương luôn rộng lòng mở cửa để đón tiếp quý vị đến đây để phục vụ cho quý vị. Cái điều quan trọng đó là giúp cho quý vị được tràn đầy ơn Chúa qua lời chuyển cầu của các thánh tu đạo, đặc biệt là cha thánh Phaolô Nguyễn Văn Lựu. Tại nơi đây, trung tâm được xây dựng để cho quý khách có chỗ dân thánh lễ cầu nguyện hành hương, cũng như là chúng ta ở lại qua đêm. Nếu phái đoàn chúng ta đông, có những cái cuộc hội họp tĩnh tâm thì trung tâm hành hương sẽ là nơi để phục vụ rất lý tưởng và tạo nên bầu khí cho quý vị đến để quý vị có một cái bầu khí rất là sâu lắng để chúng ta học với cái môi trường cầu nguyện của chúng ta. Tôi xin chân thành cảm ơn và xin được chia sẻ như thế. Xin vâng, dạ. Thưa cha, còn một cái điều mà có lẽ là quý anh nhân cũng rất là băn khoăn. Cha đó là một chánh xứ của giáo xứ Ba Dòng, nay lại thêm một cái chức vụ là giám đốc của trung tâm hành hương. Vậy thì công việc gì, hai chức năng đó có ảnh hưởng gì đến công việc của cha đến với người nghèo không thưa cha? Dạ thưa không, là bởi vì bên cạnh làm việc một phụ của con thì có một cha phó cũng như quý sơ thuộc dòng đến đánh giá Mỹ Tho. Bởi vì cái trung tâm này nó nằm ở trong khuôn viên của giáo xứ. Thật sự ra thì trước khi xây dựng thì cái trung tâm này nó cũng đã thuộc về giáo xứ, cho nên cái công việc của giáo xứ với công việc của trung tâm nó đang xen với nhau, nó cũng không có làm cho chúng ta phải bị mất đi một cái bổn phận nào trong cái chương trình đó. Và bởi vì cái sự cộng tác của cha phó cũng như là lịch đã lên chương trình những ngày nào làm những công việc nào, rồi những cái thời gian nào phục vụ cho những người nghèo thì đã lên chương trình, cho nên nó không có ảnh hưởng gì hết. Và ngược lại cảm thấy rằng có được nhiều việc đó là cái niềm vui trong cái đời sống phục vụ và kinh tế. Vâng, rất cảm ơn cha. Là rất vui chứ. Quý tử tôi được kỷ niệm 12 năm linh mục hồng ân của Thiên Chúa ban cho. Lần nay là phát quà những ông bà tối mắt với những người nghèo. Đó là sau phúng lễ là ha. Giúp cho người nghèo. Tôi rất vui mừng. Dạ, Phương Ngọc rất là vui được có mặt trong cái ngày kỷ niệm 12 năm thuộc phong linh mục của cha Nguyễn Sang, đại diện gia đình đến đây. Trước là để mừng cha, sau để dân dự thánh lễ để cầu nguyện cho cha, cho người nghèo, cho mọi người trong thành viên. Ngọc rất là vui. Hoàn cảnh gia đình thì không có ruộng đất, rồi vợ bệnh tôi mù, rồi đủ thứ trên đời rồi. Cũng nghèo khổ lắm. Khổ quá. Thưa bác, bị như vậy là đôi mắt bác bị bao lâu rồi ạ? Thì nay 3-4 năm rồi, bị cái thận nó hư cái rồi nó chuyển qua, nó từ từ nó mù luôn. Tôi nằm nhà thương cái từ nó mù luôn. Dạ, tôi mới có năm 8 rồi chưa. Dạ. Vậy rồi bác hiện tại thì con mắt của bác thế nào ạ? Dạ, không còn thấy gì hết trơn á. Dạ, vừa bác bị lâu chưa? Dạ, bị nay 27 năm rồi. 27 năm. Tôi bị năm 90, mùng 8 tháng 4 năm 90 đó. Dạ, bác bị như vậy là trong cái hoàn cảnh nào thưa bác? Người ta hại. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi. Tôi bị axit á. Dạ, bị axit. Dạ. Dạ, rồi coi như mình không cách nào chữa được hết. Dạ. Chị xong hả chị? Rồi vậy rồi bữa nay dạ. Bác ở với ai? Dạ, ở một mình. Ở một mình vậy thôi. Dạ. Không có con cháu gì hết trơn. Dạ, có con mà con đi làm hết rồi, ở xa không rồi lâu lâu về thăm à. Tôi sống mình tôi à. Dạ. Vậy dạ. Bác ở xa không? Bác ở mấy đâu? Ở trên ngã ba Đông Hòa. Dạ. Ồ, vậy là bây giờ bác có nhìn thấy một chút xíu nào không? Dòm thấy bóng về thôi. Dạ. Dạ. Khổ quá đi. Dạ.
bà xã, không có đất đai vậy trơn, bà xã bị tiểu đường năm nay mấy chục năm. Dạ. Vậy là rồi tôi có bị bệnh gì không hay chỉ bị cái mắt thôi? Dạ, đường tiểu với bị huyết áp. Dạ. Mệt cái trong mặt ngồi xuống. Dạ. Thấy người ta chết đó, dụ nhiều quá nghe người ta chết đó. Mệt cái ngồi xuống, hơi khỏe khỏe, đứng dậy mò mò đi. Nơi của tôi ở là ở ấp Tân Một, xã Tân Nghĩa Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dạ, ở chỗ đó thì cũng có giữ hai đứa cháu và phụ cho hai đứa con thôi. Có ngày giữ hai đứa này, em bằng giữ hai đứa nhỏ. Nó, hồi đó thì mẹ nó đẻ nhỏ này nè, bị tật rồi. Mình tính là 4 năm sau, tính 3 năm sau, tính đẻ đứa này đứa nữa rồi bác sĩ cho nó không có cho đẻ nữa. Giờ chồng đẻ rồi cũng bị nữa. Dạ. Rồi đứa lớn là năm nay bao nhiêu rồi? Đứa lớn sinh năm 2012, giờ này là 2014. Dạ. 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 Một em 7 tuổi. Dạ. Một em 4 tuổi. Dạ. Dạ. Hai em như vậy là bị bẩm sinh. Dạ, bẩm sinh từ nhỏ luôn, mới trong bụng mẹ ra luôn. Rồi cha mẹ của em sao? Cha mẹ em thì mẹ em thì bằng công ty á, còn cha em hẳn là từ hồi mới đẻ con ra cái buồng á, rồi nghe lời bạn bè nó rồi chơi với bà, giờ đang cải tạo tháng nhiên mới về. Thì cũng luôn cảm ơn cho những người đã tài trợ giúp đỡ cho những cháu cho nó có sự sống, cảm ơn dữ lắm. Ở chùa xã Thành Phú á, xã Thành Phú á, nghe chợ sột lên đây là 100.000 tiền xe. Thấy chị bị cái đôi mắt đó thì bị từ khi nào? Bị hồi nhỏ. Bị từ nhỏ luôn? Dạ, hồi đẻ ra luôn. Dạ. Coi như là bẩm sinh đó. Dạ. Tôi biết không, đây có cái này nè. Nó bỏ không được. Cái này ta nói cùm nước. Thấy đoàn lại cho hoài, tôi rất cảm ơn được gì nuôi sống bản thân vậy đó. Không có đường gì khổ lắm chú ơi. Khổ lắm, mập mờ có làm gì được đâu. À. Cơm nước rồi thì con cháu lo, nó cho mình ăn vậy đó, nó nấu rồi cho mình ăn chứ khổ. À, em bé giờ ở với ông ngoại bà ngoại, giờ thì cha bỏ ông ngoại đi bán vé số, ở nhà nuôi cha mẹ già, cha được 80 tuổi, mẹ 7 mấy đi bán vé số. Cha mình nhỏ mà ở nhà có mình mà nuôi gia đình. Cháu năm nay bao nhiêu rồi? Dạ 7 tuổi. 7 tuổi. Dạ. Cháu bị mắc từ hồi nào? Dạ bị bẩm sinh rồi, lúc mới sanh. Mới sanh ra. Dạ. Rồi gia đình vừa em về dạ. Em ở có bao nhiêu người con? Dạ có một mình. Có một đứa rồi. Dạ. Dạ. Rồi đi chùi xa bô nuôi nó. Nhà không có đất. Nhà không có đất. Dạ. Có nền nhà ở. Rồi cách sinh sống hàng ngày như thế nào? Dạ đi chùi xa bô á. Với mần cỏ vườn. Hoàn cỏ cho người ta. Xin cảm ơn mạnh thường quân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, cảm ơn tất cả quý bà chị em. Lời đầu tiên con xin được thay mặt cho Linh Mục Nguyễn Sang, cha Linh Hướng, người sáng lập ra chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo, cùng với tất cả anh chị em thành viên, những người luôn đồng hành, luôn sát cánh bên cha, gửi kính gửi lời chào thân thương nhất đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, trước khi Nguyễn Thanh mời Linh Mục Nguyễn Sang cũng như các đoàn thể tại chính quyền địa phương lên phát biểu buổi phát quà ngày hôm nay, thì Nguyễn Thanh xin được thay mặt Linh Mục Nguyễn Sang có đôi lời tâm tình gửi đến quý vị. Ngoài những người bên công giáo thì có những người bên đương là Phật giáo, những tôn giáo bạn đó thưa quý vị. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo được thành lập hơn 12 năm qua bởi vị linh mục rất là đáng kính và rất là yêu thương người nghèo, và đặc biệt cha là cha chánh sở nơi đây, đó là linh mục John Bautista Nguyễn Tấn Sang. Thưa quý vị, cha ngoài công việc chăm lo một vụ tại giáo xứ, ngày hôm nay quý vị đến đây, đây là giáo xứ Ba Dòng. Giáo xứ Ba Dòng cha đang quản nhiệm chánh sở. Bên cạnh đó thì cha vừa hoàn tất xong trung tâm hành hương kính cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, và đặc biệt quý bà chị em, nếu chúng ta có thời gian thì chúng ta cũng đến đây để dâng lời cầu nguyện cùng với cha thánh Lựu. Và kính thưa quý vị, ngoài những công việc chăm lo cho giáo xứ, chăm lo cho giáo hội, thì cha rất là yêu thương công việc người nghèo, và đặc biệt là cha đã dùng cái tiếng hát của mình. Ở đây ai là người công giáo thì chúng ta sẽ được nghe những bài thánh ca. Hơn 12 năm qua cha đã dùng tiếng hát để cha thu âm ra những cái chiếc CD, đó là CD thánh ca, và để mà cha mời gọi tất cả những anh chị em trong nước cũng như là hải ngoại ủng hộ những chiếc CD đó, cùng với những sự đóng góp của tất cả những anh chị em thành viên ở đây, những quý ân nhân trong nước và hải ngoại. Cha đã dùng số tiền đó để mà mỗi tháng cha ta đi mang yêu thương đến những người khó nghèo. Và kính thưa quý vị, công việc 12 năm qua chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã làm, đó là xây nhà tình thương nè. Ở đây thì chắc nhiều người cũng đã biết những ngôi nhà tình thương cha đã được dựng nên, dành tặng tình yêu thương cho những người bất hạnh. Thật cảm ơn sự hiện diện của quý bạn chị em, cảm ơn các cấp chính quyền. Chúc tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay một ngày thật vui với những người thân yêu của chúng ta. Và giờ đây có sự hiện diện của cấp chính quyền của xã Tân Lý Đông. Xin mời cô Tuyền là người đại diện của xã lên phát biểu. Kính thưa quý đồng chí lãnh đạo, kính thưa linh mục Nguyễn Tấn Sang, cũng kính thưa các thành viên trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo, cùng toàn thể quý cô bác, anh chị về dự buổi lễ phát quà hôm nay. Năm 2017 thì Quỹ Vì Người Nghèo của xã đã nhận được sự đóng góp của các tổ chức cá nhân ủng hộ với số tiền trên 50 triệu đồng. Từ cái nguồn đóng góp này thì ban vận động Quỹ Vì Người Nghèo của xã đã hỗ trợ cho các hộ khó khăn, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Thì hôm nay Ủy ban nhân xã rất vui mừng và biết ơn trước tấm lòng của linh mục Nguyễn Tấn Sang và các thành viên trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã hỗ trợ những phần quà cho các cái hộ nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn xã. Thì chính vì cái sự tính từ cái sự quan tâm của linh mục và các thành viên trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo cũng như quý mạnh thường quân, cộng đồng và chính quyền địa phương đã giúp cho người nghèo được ấm lòng hơn, từ đó thì cố gắng làm việc, lao động và vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo của xã. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thì trước thềm lễ Giáng sinh năm 2017 sắp đến, thay mặt cho đảng ủy, ủy ban nhân xã Tân Lý Đông, tôi xin kính chúc linh mục Nguyễn Tấn Sang, ban mục vụ nhà thờ và các thành viên trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo, các giáo dân trong nhà thờ hưởng được một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Chúc cho buổi lễ phát quà được thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Thank you.
cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Cho con mãi chung kiên nghìn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mơ rộng mời trong say đắm tình Ngài. Thiết tha cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng sau tình Ngài, cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn tròn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dùng tình nguyện Ngài thương Chúa ơi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ dù gian nguy trong đời, con vẫn rạng ngời. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Như một con rất rất nhiều chân nhiều tay từ Việt Nam cho tới hải ngoại để cùng nắm tay với nhau để chúng ta ra đi chia sẻ cho những người nghèo. Ngày hôm nay rất là vui, và vì vui đó chúng ta không dừng lại ở đây, và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị lên xe để chúng ta đến quán cơm. Mỗi người chúng ta bưng một hai cơm cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại quán cơm bên đường của chúng ta. Rồi sau đó chúng ta cũng ăn cơm 2.000 đồng giống như người nghèo ngày hôm nay. Được chưa? Rồi xin cảm ơn. À thì thành viên nào muốn để vô 200 đô cũng được.
nghèo, em thơ hy sinh phục vụ. Tiếng hát vì người nghèo, em thơ phục vụ hy sinh. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương hy sinh phục vụ. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương phục vụ hy sinh. Quán này ai lên ký lô đâu, đưa tay lên cho các thành viên xem ơi, ai đã đưa cao lên, ai đã lên ký đâu, rồi để tay xuống đi, để tay xuống, bây giờ ai lên 2 ký đâu, đưa lên coi, ai lên 2 ký lô đâu, rồi ai lên 3 ký, rồi lên 3 ký, ai lên 4 ký, hèn chi tháng vừa rồi cân con sụt 4 ký. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương hy sinh phục vụ. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương phục vụ hy sinh. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương hy sinh phục vụ. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương phục vụ hy sinh. Yêu thương ta hy sinh, ta quyết quên bản thân mình. Cho anh em ba áo mặc khi trời lạnh đông, che nắng mưa xây nhà, mặc cho có ta một người bạn thật sẽ lắm. Thăm nghèo quê nghèo cùng thăm. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương hy sinh phục vụ. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương phục vụ hy sinh. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương hy sinh phục vụ. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương phục vụ hy sinh. Yêu thương phục vụ hy sinh, yêu thương phục vụ hy sinh. Tiếng hát vì người nghèo, yêu thương hy sinh phục vụ. Yêu thương hy sinh phục vụ. Yêu thương hy sinh phục vụ. Nhân dân cha và con và thánh thần. Xin cảm ơn tất cả quý bạn chị em. Xin mời cả các thành viên chúng ta vào bên trong để chúng ta chuẩn bị mang những phần ăn cho anh em của chúng ta. Cho con dám hiến tế cuộc đời, dám đi vào một cuộc phiêu lưu, dám xin vâng, dám lên đường, dám trả lời lạy Chúa con đây. Xin cho con dám dân bước theo Ngài, dẫu trên đường còn nhiều chông gai, dám hy sinh, dám quên mình, dám sẵn sàng thực thi ý Ngài. Xin cho con trở nên của lễ, sát tế mỗi ngày để kính dâng Cha. Xin cho con trở nên nhỏ bé để Chúa nâng lên. Cảm tạ Chúa. Tôi là một thành viên trong cảm ơn anh đệ để có lời cảm tạ ơn Chúa, để cảm tạ Chúa sao Chúa đã dùng cha đã xuống đây để giúp đỡ cho các em từ món ăn một trong mỗi ngày. Cầu xin ba ngôi điểm với Chúa Trời, ba bước với cha và những anh em phục vụ trong bốn cơn thánh lễ được đầy ơn phước của Chúa ban cho, cũng như trong phận sự linh mục của cha. Cầu xin ơn trên bao phước cho nhiều sức khỏe, đầy dẫy thánh linh để dẫn dắt những anh em chúng con được mọi cái điều vui vẻ cảm tạ. Xin cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúc chú một buổi trưa nay thật ngon miệng nha. Mang về chị dùng cho cháu rồi.
Chúc cô mấy phần. Một phần đâu? Rồi, chúc cô dùng nó miệng nha. Của cô bao nhiêu? Một phần. Một phần mang về cho cháu. Một phần mà nhiều hũ vậy đó hả? À, cô lấy luôn phần buổi chiều. Còn con? Một phần đâu? Rồi, cô mấy phần cô? Một phần. Rồi, cảm ơn cô. Quán bán đắt ghê và hết phần này tới phần kia. Xin cho con dám hiến tế cuộc đời để âm thầm phục vụ anh em, dám yêu thương hết mọi người giống như Ngài mục tử khiêm nhu. Xin cho con dám gắn bó cuộc đời. Sáng hôm nay sau khi phát quà xong thì các thành viên có mặt tại quán cơm huynh đệ để phục vụ tại nơi đây cũng như thăm tất cả quý ông bà anh chị em. Sự phục vụ của các thành viên ngày hôm nay đã được nhìn thấy quý ông bà anh chị em ở đây trong những năm tháng qua rất là vui, sức khỏe rất là tốt vì những phần ăn đã được các thành viên tại quán cơm chăm chút rất là nhiều. Xin được gửi đến những hình ảnh này những lời tri ân và cảm ơn từ ngày đến tất cả quý vị như là tất cả chúng ta hy tạ ơn Chúa vì tất cả không nằm ngoài cái chương trình quan hệ của Thiên Chúa đã yêu thương và đã chăm chút cho chúng ta có những công việc bác ái như thế này. Xin quý vị đã có dịp trở về đây để cùng ra đi đến thăm quán cơm huynh đệ để chúng ta mang những niềm vui và hạnh phúc đến cho những người anh em nghèo khó. Chiếc bánh kem này sẽ được gửi đến cho tất cả mọi người trong quán cơm. Con dám dân bước theo Ngài, dẫu trên đường còn nhiều chông gai, dám hy sinh, dám quên mình, dám sẵn sàng thực thi ý Ngài. Xin cho con trở nên của lễ, phát tế mỗi ngày để kính dâng Cha. Xin cho con trở nên nhỏ bé. Ngày hôm nay chúng ta phải trò vui khỏi người có cái niềm vui là chúng ta ra đi, chúng ta phục vụ. Chúng ta đến đây, chúng ta thăm quán cơm của chúng ta, gặp lại những người anh em, những thành viên của chúng ta. Chuẩn bị bước sang năm mới, hết tháng 12 rồi. Chúng ta cũng phải dọn dẹp nhà cửa chúng ta. Nhưng cái điều đặc biệt đó là chúng ta dọn dẹp cõi lòng của chúng ta, tâm hồn của chúng ta. Cho nên các thành viên chúng ta một năm nhìn lại đã qua, tất cả những gì hồng ơn Chúa ban cho chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Nhưng có lẽ chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy chúng ta thiếu sót nhiều hơn trong bổn phận đối với gia đình, đối với chồng, đối với vợ, đối với con, với các anh chị em làng xóm. Cho nên để chuẩn bị mùa Giáng sinh sắp đến, chúng ta làm hòa cho Chúa Giêsu hài lòng. Chúng ta hãy làm hòa với những người anh em của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng sống tha thứ, sống cho đi. Bởi vì Chúa hài lòng rất cần những cái món quà đó. Quà tha thứ, quà của sự cho đi, quà của sự khiêm nhường, sự nhịn nhục. Đó là những cái món quà đó sẽ kết lại thành những cái hang đá trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Trời cao hay độ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng cứu đời, đấng luôn chỉ bảo đàn lành, đấng vương các thánh tử đạo Việt Nam, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và chúng ta bắt tay nhau, ta ra về. Sao lời Chúa cho muôn muôn người được biết danh Cha, cho con nên bàn tay của Chúa để cứu thế gian bao nhiêu tội tình.